Yo, thì chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Minecraft Crazy Craft 2.2. Và hôm nay mình là một con chim và mình không thể bay được. Và ai biết cách nào bay thì chỉ mình với. Đờ phét thề luôn, mình không bay được. Và mình có một số thông báo mới, đó chính là như các game mình khác, họ đều có một cái cộng đồng riêng của họ. Như PewDiePie họ sẽ có một cái cộng đồng nắm đấm, và như các cái mình khác thì họ sẽ có một cộng đồng riêng, và mình cũng mới tạo ra một cái cộng đồng mới mang tên là cộng đồng mặt lạnh ML. Các bạn có thể gọi mình là Vũ ML, và đây là cái icon của cộng đồng của mình đấy. Các bạn có thể ấn subscribe channel của mình để tham gia vào cộng đồng mặt ML của mình, mặt lạnh nhá. Thì tiêu chuẩn của các thành nói chung là ai được làm thành viên của team ML mình thì cộng đồng ML mình thì sẽ có cơ hội được co-op với mình nhiều hơn, và cũng sẽ có được những cái sẽ có những cơ hội co-op với mình, và những cái tham gia chơi với mình vào những cái thời thời điểm mà kỷ niệm 10 ngàn sub hay là mấy ngàn sub chẳng hạn. Ok, và đừng quên kêu gọi anh em của chúng ta vào tham gia vào cái hội ML này, để cho hội ML của chúng ta sẽ là một cái hội lớn mặt lạnh nhá, không phải mặt lồng đâu anh em. Và các bạn có thể thấy hai kiếm beng 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 beng. Và bây giờ mình sẽ đi chết con ngựa, mình sẽ đi kiếm kiếm đồ ăn, rồi sau đó thì chúng ta sẽ vào tòa tháp kia. Mục tiêu của mình hôm nay đó chính là vào đánh tòa tháp. Và đây có con đà điểu. Yeah, chưa gì đã có đồ ăn rồi nhé. Ủa, dưới kia có một con cừu à? Cừu bản này nó sẽ không có thịt. Ô, giật ạ. À, mình thề là giật. FPS thì khá cao. Lâu lắm mình mới có một cái thời gian mà FPS nó cao này. Ủa, con gì kìa? Ê, con cừu này cừu quá, mình phải thịt nó thôi. Ok. Mình chắc là mình phải cầm hai tay nhỉ. Thôi. Ê, mình biến thành con đà điểu rồi phải. Phải vẫn chị vẫn ở trong cái tình trạng đà điểu này. Và mình, nếu như anh em thích cái series Crazy Crab này thì anh em nhớ like mạnh lên nhá, để mình biết là anh em vẫn còn thích cái series này, để mình làm cho nhiệt tình hơn tí. Chứ anh em chậm chạp trong việc like quá. Với cả là các bạn, mình biết là có nhiều bạn subscriber channel của mình nhưng mà ngại không comment ấy, thì anh em cứ thoải mái đấy, comment đi, mình đọc hết. Và những cái comment nào hay mình sẽ tiếp thu. Anh em hãy dùng single player để tự tin đến gần nhau hơn. Ok, là như anh em có thể thấy đây là cái ngôi nhà màu hồng của mình. Quên quên giới thiệu ngôi nhà đấy. Đấy, đây là ngôi nhà màu hồng. Đờ mà cái cây này. Đồ nhỉ, cái cây, mấy cây này này. À, nhìn đấy, mấy cây này này. Nhìn trắng mà sao tự nhiên nó lại làm ra cái nhà màu hồng. Khắm vôn. Nhưng bây giờ mình phải đi kiếm đâu ạ? Một con đà điểu chúng ta có thể có ba cái, có thể có ba cái đồ ăn à. Ồ, chúng ta có thật nhiều sắt. Bây giờ mình đã có rất nhiều sắt thì mình nghĩ là mình nên dùng gỗ để mình đun cái mấy miếng thịt này lên để mình ăn. Sau khi ăn xong thì mình sẽ hồi máu, và sau khi hồi máu thì mình sẽ vào trong cái lâu đài kia. Và các bạn thấy nhá, cái mod này có mấy cái rất hay. Đây như cái rèm cửa này đấy, nhìn đẹp không? Nếu mà mình có kính thì mình sẽ lắp kính vào đấy, nhìn đẹp không? Và mình có thể trang trí lên tường. Ok. Và bàn và ghế. Và trong thời gian chờ thức ăn chín thì mình nghĩ là chúng ta nên tìm hiểu thêm một chút về mấy món đồ ở đây. Nhiều các bạn kêu mình không nên đánh gà nhiều, bởi vì khi mà đánh gà nhiều thì chúng ta sẽ bị gặp con gà mẹ và nó kéo cả đàn gà ra nó trịch mình. Thì mình nghĩ là mình không nên giết nhiều gà nữa. Ok. Thì mình cần phải đi kiếm mấy cái món đồ mới, mấy cái vũ khí mới chẳng hạn. Đây là mấy cái này này. Đấy, cái chế tạo nó mấy cái này em chịu không biết đâu à. Ender Golem. Chắc là giết Ender nhỉ. Với cả là mình trong khoảng tập trước, cái tập này mình làm nhiều thứ, mình lên cấp kiểu mình cái nhiều, mình có con này này. Đấy. Nhìn bựa ấy, thề luôn. Nè à, cho anh em xem. Đấy, nhìn như thằng ất ơ, như thằng ăn mày. What the fuck. Rồi, chúng ta đã có ba miếng thịt, mình nghĩ là mình ăn. Sau đó chúng ta sẽ xâm nhập cái tòa lâu đài kia. Ok, tập này chúng ta sẽ chiến cái tòa lâu đài kia. Mình đã làm được một bộ giáp sắt.
mình có đào rất nhiều. Và như các bạn có thể thấy thì mình có một mình giết chim và mình không bay được, giết ong luôn. Nhưng mà làm thế nào để bay? Mọi không phải ấn hai dấu cách là bay đâu nhá. Anh em cho xin ý kiến nhá. Anh em mạnh dạn comment nhá. Anh em comment ít quá là mình cảm thấy nó hụt hẫng cái tâm hồn. Anh em comment càng nhiều thì mình càng vui ấy mà. Vui 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 vui. Bây chúng ta sẽ cái lũ kiến khốn nạn. Con bọ khốn nạn thôi, tốt nhất là không đánh chúng nó. Nhiều bạn kêu ấn chuột phải vào con kiến thì chúng ta sẽ vào thế giới nó, nhưng mà xong vào, vào thế giới kiến. Vào thế giới kiến. Ồ. Không vào được mà còn bị nó cắn nữa. Cái lũ mất dạy. Ôi. Ôi 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 vãi. Sao mình chưa gì, mình chưa chuẩn bị gì mà sặc mình lại còn bị biến thành con này nữa chứ. Đào 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 đào. Nhanh nhanh. Vãi. Cái gì á? Sao nó đã cho đến boss rồi? Ôi cái gì á? Ôi ôi boss chúa. Chạy. Mình có chỉnh kíp inventory rồi nhưng mà sao vừa vào đã cho gặp boss chúa này. Ê, vãi cháy hết cả đít. Ê, mình vừa vào mình được cái quần da kìa. Chả hiểu từ đâu ra được cái quần da. Vãi, sao mới vào đã có boss rồi. Để mình đi con bên này xem nào. Boss nó manh động quá. Ôi, nhện, 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 nhện. Ui. Vãi. Khiếp. Tao sẽ dùng vãi, cứ bị này. Tao dùng hai tay để chơi với chúng mày. Bên cờ hóa ra đây. Chúng mày ra đây, tao mày solo. Ui nó bắn. Ôi con nhện nó bắn được nhỉ. Ui vãi. Con nhện bé mà sao uy lực thế. Nào tao mày solo. Solo. Ui ui. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Ê mình tiêu diệt nó và bây giờ mình biến thành con nhện chúa. Ăn đã. Ui. Cái gọng mà. Cái gọng mà nhìn kinh quá. Và bây giờ mình sẽ biến thành người. Đỡ phép. Nhện hang ạ. Ui. Nó là cái con nhện chúa mà. Ok. Chắc là mình phải kiếm thêm đồ ăn thôi chứ. Mình giết nó mình không được đồ à? Mấy cái trước giết mấy con boss được nhận được nhiều đồ lắm mà sao. Đấy, ngoài ngoài kia có mấy con gì nhìn kinh á. Rùa. Ô, cá mập ạ. À. Ồ. Có nên lên cái hòn đảo bay kia không nhỉ? Đây nhiều cá mập quá. Có đúng là cá mập hay không nhỉ? Thôi chắc là mình sẽ không hiểu sao lâu lâu nó lại bị đứng phát nha. À nó lại bị eo eo. Vãi vãi, sao nó bắn tít ra đây cơ? Vờ cờ lờ. Thôi mình nghĩ là mình nên đi về nhà cái đã. Đi về ngủ cái đã, trời tối rồi. Ồ nhiều gà ghê. Chắc là mình sẽ giết gà vậy. Để được gặp con gà mẹ thì chúng ta phải giết thật nhiều gà. Mình nhớ tập trước mình giết gà rồi mà. Mày chết đi. Không sao đâu các bạn ạ. Chúng ta giết gà nhiều thì chúng ta sẽ có nhiều thịt thôi. Và mình cũng muốn nhìn thấy con gà mẹ xem nó như thế nào. Bây giờ mình có thể biến thành rất nhiều thứ rồi. Nhưng mà mình vẫn không thể bay. Ai biết cách nào bay thì có thể chỉ mình. Vãi câu này mình nói bao lần rồi mình gà vồn cái gì cũng hỏi. Được rồi, mấy con ất ơ đều rồi. Mấy con ất ơ. Nó không đánh đâu, nó kêu e e như kiểu trẻ sơ sinh nhá. Ê, đây có một ngôi làng. Thì mình nghĩ là mình sẽ vào ngôi làng này. Mình đang đi lạc chủ đề à. Thôi kệ đi, vào cái ngôi làng này xem có gì cướp được, cướp luôn. Cái gì đỏ đỏ kia. Tớm thế. Ui vãi vãi. Gì vậy? Ui ui ui. Ui 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 vãi. Ui giật cần ấy. Ơ sao mình lại hồi sinh như này. Mình nghĩ là mình đang ở nhà mà. Mình có giường mình checkpoint đấy mà. Bây giờ mình sẽ quay trở lại báo thù ở chỗ đấy. Chỗ đây chỗ nào ta. Mình nhớ là bên kia. Mình sẽ qua. Ủa con nhện nó to quá. Mình giết nó chắc sẽ được nhiều đồ đấy. Bây giờ mình sẽ quay trở lại chỗ đấy. Mình thấy hợp lý ạ. Chỗ đây chỗ nào ta. Bên kia kìa. Bên đây. Ê con gì này nhảy lên đây. À còn mấy con nhện nhỏ này thì anh không sợ. Đâu ta. Ồ. Bây tao quay trở lại đây. Tao sẽ giết mày. Còn lợn sữa. Mình chính mã chứ không mất đồ nha. Tại vì nhiều bạn kêu là chơi mất đồ nhiều nó nản. Mà cái mod này các bạn có thể thấy ấy. Chết liên tục. Ôi cái gì đó.
Đừng nói là người cây nhá. Ô, con zombie này. May nhỏ mà may láo thế. Mình đang muốn quay trở lại cái chỗ con nhện kia để không phải hướng này. Đây hướng này này. Kia là ngôi nhà của mình. Con nhện rồi, con nhện mất dạy rồi. Đừng nổ. Vãi, sao phải nổ chết con cừu của tao, con cờ hó. Điền này chúng ta sẽ trượt băng nghệ thuật. Piu. Ủa, đi trượt băng nó nhẹ nhàng thật. Nhẹ nhàng tình cốm. Mình quên đường quay lại chỗ đấy rồi. Bên kia cũng có cái gì đó nhìn nó lạ lạ thì chắc là đi qua đấy xem. Cái này không có nhẫn thuật đi trên nước giống trong Naruto nhỉ. Cái chỗ bên kia đâu rồi ta? Tí hay mình lên thử cái lâu đài, pháo đài trên không xem nó có gì hot hay không, bởi vì mỗi tập mình muốn nó sẽ đứng luôn ạ. Ồ vãi. Thì mình giữ một nút ấy, thì nó sẽ bị đứng máy luôn. Vì thế mình sẽ tốt nhất là mình không nên giữ một nút hoài. Bây giờ mình sẽ đi lên trên đây thì xem nó có gì hot ở trên đây. Nhưng mà cái gì ở dưới đây? Ồ ồ. Nhiều bạn kêu mình không nên lên trên đây thì mình cảm thấy hứng thú quá. Chắc là lên. Vãi, từ sớm con nhện to quá. Mình chưa bao giờ thấy con nhện nó to vậy. Ấy 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 ấy. Bám vào. Bơi theo dòng nước. Ngược chiều. Lộn ngược dòng. Hello, ôi ơi, phải. Hello, tôi là. Ồ ồ, ôi. Có tiếng zombie nhưng mà nhiều váng thế nhở. Có vẻ như ở đây có vẻ khá hot đấy. Mình sẽ đi vòng quanh xem có gì không. Mình chỉ nghe tiếng zombie thôi. Ôi, vãi, con zombie mặt sặc. Sao vậy? Ôi. Ôi cái gì? Ui vãi. Ui vãi. Cái gì à? Cái gì mà kinh khủng vậy? Ờ, còn cầm pháo ạ. À. Thôi. Thôi cho em ra đã, từ từ. Vãi, trong đây kinh vậy. Mình chết đói rồi. À, trên đây có vẻ như là thú vị hơn đấy. Chúng ta sẽ leo lên nóc của lâu đài để xem nó sẽ có gì hot ở trên đây. Nước chảy róc rách. Wow. Ở trên lâu đài chúng ta có thấy nó rất là đẹp. Ồ, chúng ta có thể nhìn thấy những cái thứ ở dưới. Và có vẻ như ở dưới đây sẽ có những cái món đồ cực kỳ tuyệt vời đây. Chúng ta có thịt gà nhưng ta không có gỗ để mà. Chết rồi. Mình óc rồi. Ủa cái gì? Ơ chết rồi, mình làm cái gì này? What the f. Ơi mình chết chìm rồi. Ơ ơ. Vãi, bây giờ mình nhận ra là mình chết chìm. Ôi ôi, lên 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 lên. Ơi bẫy à, bẫy à, vãi bẫy à, sặc. Sặc, tự đào hố cho mình luôn. Thì ra đây là một cái bẫy. Rồi may quá mình chơi chính mã chứ không mất đồ. Yeah, cảm ơn các bạn đã đề xuất cái vấn đề này. Mình cảm thấy rất vui, bởi vì mình chết và mình không mất đồ. Ê hé. Nhưng mà mình cũng không, mình cũng hạn chế chết rồi, không nên chết nhiều quá. Nếu mà mình chết nhiều quá thì nhục lắm. Thôi không phải hướng này, đờ mờ. Cái tòa lâu đài chết tiệt. Nhưng mà tập sau mình sẽ vào rồi, trong đấy có nhiều vàng ghê. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái chỗ, chỗ cái làng tiếp để quay lại chỗ cái làng để. Đều còn nhện mất dạy đều rồi. Nó thật là to. Hello, mày come, come here. Ui ui. Ui giật cả này. Mày chơi, mày khô máu à. Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta có thể. Bây giờ các bạn có thể nhìn mình. Ủa, mình to vồn. Không biết tốc độ như nào nhỉ? Xem nào. Vừa thế chạy nhanh nhưng mà sao bây giờ mình biến nó là chạy chậm vậy? Ồ, kia có người à? Thì nói chung là mình chơi cũng gà cho nên là coi như là cái mình chơi tìm hiểu nhá. Thì anh em nào không xem thì cũng đừng có. Không xem thì cũng có thể vào chửi cái xong rồi out. Bởi vì cũng đừng có làm ảnh hưởng đến những anh em ML khác.
chúng ta là những thằng ML, ở chúng ta là những anh em ML chân chính. Ủa con này gì kinh nhé. Ủa sao đây nhiều người đấy, sao mình đập chúng nó. Đây có mấy dân làng nè. Boyfriend, bạn trai. Hello. Hình như nó không đánh mình. Hồi nó không đánh mình đánh làm gì. Phải mình ác. Ít có ác lắm. Mình thì vào mấy cái ngôi nhà này xem. Thường thì mấy cái nhà này sẽ có giường đấy. Và chả có cái điếu rồi. Ồ có đồ ăn. Thực sự là cái mod này thì mình đã thấy cần đồ ăn nhất. Mấy cái mod. Ủa cái đất này là đất ở chỗ cổng kết thúc đấy đúng không. Chắc đấy có gì hot đấy. Đây là nhà của bọn chúng nó. Ok. Thì bọn dân làng đây nhìn nó cũng khác so với cái dân làng ở. Hình như lại một con nhện nữa ở trên kia vậy. Đó đó kìa. Mình dị ứng với mấy con nhện. Ồ trên đây có một cái gì đây. Wow. Nhiều thứ mới ghê. Ơ cái gì á. Hình như mình đang biến thành cái gì á. Đúng rồi. Bảo sao mình thấy thấy mình lùn lùn. Trên đây có gì không nhỉ. Thử lên thôi mà. Cái gì đấy. Đó là những cái block à? À. Mình thì không có gỗ. Mà nếu bây giờ muốn đào thì hồi mệt quá. Trên kia là những cái này. Liệu là trên đấy nó sẽ có. Mình có để chữ. Mình có để map. Ô bướm đẹp đấy. Giết con bướm. Giết con bướm. Đây còn gì đấy. Còn gì nhìn kinh nhá. Kia cũng có một cái tháp nữa. Ở đây có rất nhiều tháp. Ê trên kia có cái gì kìa. Có chỗ vào nhá. Thì chắc mình sẽ đào đất. Mình sẽ đào đất để mình lên thử xem ở trên đấy nó có gì hot không. Vãi cái map này thiên nhiên đấy nhỉ. Toàn bướm. Chim mới bướm. Vãi cả map. Mình sẽ cố gắng mang đến cho các bạn những cái giây phút tuyệt vời nhất khi mà chúng ta chơi Minecraft Crazy Craft. Nhưng thực sự ở sớm mà toàn chết tuyệt vời cái bíp gì không biết. Như trên có người. Ok nên lên hỏi thăm xem có ông nào trên đấy không. Dù sao mình cũng đã chỉnh mã chết không mất đồ. Có gì nên nổ cho phát chết thì cũng không sao. Ê ui. Tổ ong các bạn ơi. Thôi. Em xin. Thằng ong rồi. Thôi 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 thôi. Đậu phộng ong. À con chồn. Con chồn. Con chồn cắn đít con nai. Con nai ngồi đó cắn tai con chồn. Con nai cắn đít con chồn. Con chồn ngồi đó cắn. Ồ con nai. Ok. Ok. Lại cái bản nhạc quen thuộc. Sao mà tự nhiên cái trò này giờ mình chơi lâu lâu đứng phát nhỉ. Mặc dù mọi khi nó chạy rất mượt nhá. Đều trên 60 FPS. Lâu lâu lên 100 á. À, mình cho các bạn xem. 60 đúng không. Đi đi tí nó lên 58, 57, 69 thấy chưa. Đấy 9 mấy rồi thấy chưa. Mà nó lại lâu lâu nó lại bị một phát đứng luôn. Đấy rồi, tạm thời vậy. Ủa sau à, ấn M để chúng ta có thể nhìn map. Đây là nhà của mình à? Chết mà ơi quên lưu chỗ nhà nào rồi. Nhà ở chỗ này, đây chỗ này mình có thể đoán được bởi vì nó màu hồng mà. À, sặc mình ấn cái gì á? Đây mình có thể mò về nhà bằng cái này. À, sặc như hướng này về nhà. Đúng không nhỉ? Không. Ê, cái gì á? Cái con kiến phò này. Ông đang không biết đường về nhà này. Quay sau đít. Hướng về nhà sẽ là hướng sau đít. Đây hướng này. Ủa? Mình mất phương hướng rồi. Hướng này à? Ủa? Mấy con quạ. À mấy con đại bạc. Anh không sợ điêu. Đây. Hướng này hướng, chạy hướng này sẽ về nhà. Đây nhiều chim phết nhỉ. Vãi cái tật mình có ý định là sẽ vào cái phang cái tòa tháp mà có vẻ như là sẽ mình sẽ đánh ở tập sau vậy. Còn ở tập này thì mình nghĩ là cái thời lượng nó cũng sắp hết rồi cho nên mình sẽ đi giết một ít đà con ngựa nó điểu.
để mình kiếm đồ ăn trong những cái ngày ngắn hạn sắp tới. Giết một con đà điểu chúng ta được 3 thịt. Đờ mờ mày chạy nhanh thế. Đứng lại. Ôi nó chạy xuyên đất luôn à. Sặc. Vãi chạy xuyên đất luôn. Đà điểu. Thân đà điểu mợ chạy xuyên đất. Ba con ngựa đạo. Ok, chết con ngựa mới đi con kiến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở về cái ngôi nhà thân yêu. Và tập sau chúng ta sẽ vào phang cái tháp kia. Còn tập này chúng ta sẽ phổ biến về hội ML của chúng ta. Ô cái trái này ăn được nè. Trái này dâu tây nè. Dâu gì nè. Vãi ăn chả cộng gì vậy. Ăn mắt nhện là dính độc nha anh em cẩn thận. Có bánh mì nè. Ăn luôn. Sao bánh mì cộng ít thế nhỉ. Và có rất nhiều thịt. Mình sẽ đun thịt lên. Và mình nghĩ là mình phải đi kiếm than chứ nhỉ. Mình sẽ làm một cái chuồng gà để mình nuôi mấy con gà. Đâu nhỉ. Nuôi gà còn phải cho nó trịch sẵn dao nữa. Đờ phép. Mình sẽ xây nó ở một chỗ cái chỗ nào quanh đây. Phải với con anh hùng xạ điêu nó kêu kinh. Tạm thời thì mình sẽ cái chuồng gà nó bé vậy thôi. Từ từ chúng nó phát triển thì sẽ cho to hơn. Vậy có bé quá, cho to thêm tí đi. Mình đúng là keo kiệt mà. Đấy, ok. Vãi mình sao mình lại có thể xây nhà trên núi được nhỉ? Mình bây giờ mình lại thấy cảm thấy mình nó cứ sao? Đầu óc nó cứ đi đâu? Đấy. Được một em gà vàng. Ok. Ok và có lẽ mình sẽ dừng tập này đây. Và nếu như các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên subscribe để trở thành anh em ML nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.